học bằng sách chữ anh nhé. Đây các bạn, đây là kẻ diệu. Green finger, green finger, where are you? Here, here I am, here I am. How do you do? Mama's gonna fry you. Green. Bây giờ mình sẽ cùng khám phá bác chậu ra. Màu cá này, màu vàng hay màu trắng nữa đấy. Màu cá mặt lớn lên, đây là bắt chút màu vàng. Yellow finger, yellow finger, where are you? Here I am. How do you do? Cháu nhiều cây xanh, cho con chim cháu nhớ trên trời anh vào. Hớ màu bình chua, bình ngọt. Đây là cả bên da màu đỏ, màu xanh. Green. Wow, wow. Thì con giống mẹ, mẹ thương con. Thì con mới ra cả nhà con red finger, red finger, where are you? Here. Here I am. How do you do? Hai lát màu đỏ rất cay. Có chưa chút ngon. Blue finger, where are you? Here I am. How do you do? Blue. Ông ba là bên anh đồ chơi. Yeah, cả chị ca. Đó, kẹo đó. Bắt đầu.